Các bạn thân mến, cái chương trình quản trị tài chính cá nhân hoặc là cái trong cái thời gian vừa qua thì tự doanh nhận được rất nhiều những cái câu hỏi cũng như là những cái phản hồi của quý anh chị em và các bạn. Thì cái câu phản hồi đầu tiên trong cái video gần đây nhất về việc là tự do tài chính ở tuổi 42 bằng cách nào khi lương có 7-8 triệu thôi, thì chúng tôi nhận được một câu bình luận và trả lời như sau. Thưa anh Thắng, rằng nếu chỉ bằng phương pháp tiết kiệm và gửi ngân hàng mà không mang đi đầu tư thì đến tuổi 62, thậm chí 72 cũng không thể tự do tài chính được, chứ đừng nói đến tuổi 42. Đó là câu trả lời thứ nhất, phản hồi thứ nhất của anh chị em và các bạn. Lại có một cái phản hồi khác mà khi mà chúng tôi nói về cái câu chuyện đầu tư tài chính và đầu tư chứng khoán theo phương pháp là tiết kiệm để đầu tư, thì có bạn lại cho là như thế này. Để chúng tôi đọc nguyên văn cho anh chị em và các bạn. Nói thì hay lắm, nhưng mà chẳng may mua phải một cái công ty mà làm ăn thua lỗ như là Hoa Sen hay Hoàng Anh Gia Lai, mà cứ mua tích lũy trong vòng nhiều năm thì có phải là lỗ sặc máu và thậm chí là mất hết tiền rồi hay không? Thì thưa với anh chị em và các bạn, để trao đổi và chia sẻ, để nói cho anh chị em và các bạn hiểu hơn về cái lĩnh vực đầu tư tài chính hay là cái cách tiết kiệm thông thường bằng việc gửi tiết kiệm ngân hàng hay là tìm kiếm một cái mức sinh lời cụ thể nào đó. Trong cái ví dụ gần đây chúng tôi đưa ra cái mức sinh lời là 10%, thì có anh chị em và các bạn phản hồi là cách đó thì nó không phù hợp và rất khó để có thể tự do tài chính. Còn khi nói về đầu tư chứng khoán hay đầu tư những cái kênh khác mà có tỷ lệ lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận cao hơn 20%, 25%, thậm chí cao hơn nữa, thì lại một số anh chị lại bảo là nếu chọn sai thì mất tiền, và tích lũy như vậy thì sẽ rất dễ dẫn đến những câu chuyện đó là sau nhiều năm thì mất trắng. Thì vậy vấn đề nó nằm ở đâu? Thưa với anh chị em, thưa quý vị và các bạn, tiền thì thực sự là ai cũng muốn, ai cũng cần. Nhưng hiểu được về cái giá trị của đồng tiền, mồ hôi nước mắt do mình làm ra và tiết kiệm, thì cái việc mà cầm giữ cũng như là tìm kiếm một cái giải pháp gọi là sinh ra tiền, đẻ ra thêm tiền là một điều rất là khó, và nó phụ thuộc vào mỗi con người, chứ không có nghĩa là người này làm được thì người khác cũng làm được. Bạn làm được thì tôi cũng làm được. Thấy bạn làm ăn được, mở quán, nhà hàng, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, bất động sản, kiếm được mức lợi nhuận mỗi năm lên tới 20-30%, thì cho rằng là mình thì cũng có thể làm được. Nó tùy thuộc vào trình độ anh chị em và các bạn. Và không có nghĩa rằng bạn làm được thì mình làm được. Và như vậy thì chúng ta phải làm rõ với nhau rằng là tiền có bao nhiêu cách để đẻ ra tiền. Khi mà chúng ta đã có vốn, như cái những cái hướng dẫn tại những video mà chúng tôi có để tại góc trên này cho anh chị em và các bạn, là trên cái góc cái phần cái thẻ, thì những video chúng tôi hướng dẫn cho anh chị em và các bạn một số cái cách để làm tiền, để ra tiền. Thì như vậy thì chúng ta sẽ không gọi là lòng vòng để mất thời gian của anh chị. Chúng ta phải nên nhớ rằng là rủi ro cao thì lợi nhuận cao. Tiền nó có rất nhiều cách để đẻ ra tiền. Mỗi một cái tỷ lệ đẻ ra, tức là mỗi cái tỷ lệ tăng thêm của cái lợi tức đến từ cái nguồn vốn là tiền, thì rủi ro càng lớn, tỷ lệ càng cao thì rủi ro nó càng cao. Nó có rất nhiều cách để đẻ. Có thể là những cái cách giản đơn, ít rủi ro là gửi ngân hàng. Có những cách khác là mở kinh doanh, nhà hàng, quán cà phê và những cái dịch vụ khác trong cái hoạt động kinh doanh thương mại hàng ngày, thì chúng ta cũng sẽ có một cái mức sinh lời rất là lớn, thậm chí lên tới 30-40% trước trừ gọi là trước chi phí. Thậm chí là có thể là 50% trước chi phí. Thậm chí có những cái lĩnh vực kiểu như là mở một cái quầy bán hàng tạp hóa, hàng ăn, đồ ăn sáng, thì đôi khi vốn bỏ ra cũng chỉ có 5-7 triệu thôi. Nhưng nó là có những cái vấn đề chúng ta phải lưu tâm là cái cách đó nó cần cái những yếu tố gì. Và khi mà chúng ta phải xét ở cái khía cạnh là chỉ là người đi làm công, ăn lương, về trình độ và hiểu biết về tài chính không có, thì chúng ta không có thời gian cũng như là chưa có trình độ
chúng ta phải chọn lựa cái cách tiền để ra tiền phù hợp. Điểm thứ hai nữa là không thiếu những cách đầu tư khác chúng ta vẫn vừa đi làm và vừa có thể đầu tư, ví dụ như thị trường chứng khoán, ví dụ như kênh bất động sản, ví dụ như là kênh ngoại hối, Forex, và nhiều nơi, nhiều anh chị em và các bạn đã khuyến nghị mọi người tham gia vào các lĩnh vực này. Vì vậy thì chúng ta cũng phải hiểu được rằng là thì rõ ràng trong hai cái bình luận trong chúng tôi chia sẻ, thì nếu thực sự mà không hiểu biết thì anh chị em và các bạn hoàn toàn có thể mất tiền khi tham gia đầu tư chứng khoán, thậm chí là mất hết, mất tất cả. Lý do là bởi vì cái biên lợi nhuận của thị trường chứng khoán cũng như là thị trường bất động sản đôi khi nó là rất là cao. Nó không chỉ sinh lời 10% một năm mà nó có thể sinh lời tới 30 đến 40%, thậm chí là có thể là gấp đôi tài khoản chỉ trong vòng một năm. Gấp đôi tài khoản tức là suất sinh lời của nó hàng trăm phần trăm. Tuy vậy đi kèm với những cái suất sinh lời cao như vậy thì rủi ro nó cũng cận kề, và cái tỷ lệ rủi ro và gốc sinh lời nó là rất là tương đồng, có thể là 5 năm, thậm chí là 6-4, là 4 là 6 là rủi ro, 4 thì mới có thể có lợi nhuận. Vậy không hiểu rõ, không làm rõ với anh chị em và các bạn là rủi ro cao như thế nào, kiến thức của mình đến đâu thì chúng ta sẽ không kiểm soát được rủi ro. Đó là cái điều chúng tôi cũng muốn chia sẻ, nói thêm để anh chị hiểu rõ hơn là không có cái cách, không có cái lựa chọn nào của việc tiền để ra tiền theo một cái cách dễ dàng cả. Cách nào nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro, của những cái gọi là khó khăn mà chúng ta cần phải kiểm soát. Chúng ta chọn cách cao, ví dụ như dùng cái giải pháp 72 như sáng hôm nay chúng ta chia sẻ tại cái video là tự do tài chính ở tuổi 42, thì chúng ta mới thấy được rằng là nếu như tỷ suất sinh lời của chúng ta một năm mà chúng ta chấp nhận rủi ro, quản trị được cái rủi ro vào cái thị trường khác không phải là gửi ngân hàng hoặc là những cái giải pháp gọi là ít rủi ro mà chúng ta chấp nhận rủi ro cao hơn, thì chúng ta đạt được mức lợi nhuận ví dụ như là 20% một năm, thì chúng ta sẽ thấy, ví dụ như tôi lấy một cái ví dụ, có những người có thể đạt được mức lợi nhuận tới 36% một năm, thì chúng ta chỉ thấy chỉ cần có 2 năm thôi để chúng ta có thể double được cái tài khoản của mình rồi, tức là double được cái vốn gốc mà chúng ta tích lũy ban đầu, giống như cái cách hồi sáng nói, tức là trong cái video trước đây đã nói, tức là chúng ta lấy 72 chia cho 36 thì chúng ta chỉ cần có 2 năm để nhân đôi cái khoản tiền tiết kiệm của chúng ta thôi. Nhưng đâu phải ai cũng có thể làm được với cái mức 36%. Có nghĩa tức là tỷ lệ những người làm được cái điều này là rất thấp trong nền kinh tế và trong xã hội của chúng ta. Do đó thì chúng tôi hướng dẫn và chia sẻ với những anh chị em và các bạn, và cũng luôn luôn nêu rõ là tùy vào tính chất và mức độ của từng cái lĩnh vực cũng như cái hiểu biết của mỗi người, chúng ta lựa chọn cái phương pháp nào cho nó phù hợp. Chúng tôi đưa ra khi làm cộng đồng, chúng tôi cân nhắc rất là kỹ lưỡng những cái câu chuyện là khi nói, khi phát biểu hay phát ngôn. Vấn đề là không đem một cái tính chất gọi là mang tính chất gọi là rủi ro cao, hoặc là nó không phải là cái vấn đề của đại bộ phận đa số, mà đem cái vấn đề của thiểu số, tức là những vấn đề mà những 5-7% những người làm được trong nền kinh tế thì đem ra nói chung cho tất cả mọi người ứng dụng thì nó sẽ không phù hợp. Không kể những cái câu chuyện thành công của những một số thành phần trong 1-2 người trong 100 người để nói rằng là 98 người còn lại hoàn toàn có thể làm được, điều đó là điều không phải và không đúng. Thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là chúng ta hiểu, chúng ta phải biết được rằng là tiền nó có rất nhiều cách để đẻ ra tiền. Mỗi cái cách đẻ ra tiền khác nhau thì nó sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro khác nhau. Mỗi cái cách mà tiền sinh lời thì nó luôn luôn đi kèm với những cái khó khăn về mặt hiểu biết về tài chính, hiểu biết về các cái lĩnh vực mà chúng ta định tham gia. Chúng ta không rõ, không tường về lĩnh vực chứng khoán, thậm chí không rõ, tức là không biết nên chọn cổ phiếu nào, thì chúng ta cần phải có thời gian trước khi chúng ta tham gia. Thực tế thì cái giải pháp 10% nó là giải pháp giản đơn nhất cho tất cả mọi người, ai cũng có thể làm được. Đó là cái mà chúng tôi muốn hướng tới. Và cái điều khó khăn hơn, ví dụ tham gia thị trường chứng khoán, tham gia thị trường bất động sản, thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia khi tuổi đời của các bạn mà gọi là hướng dẫn theo cái phương pháp của chúng tôi, tức là những người sinh viên mới ra trường, chưa nhiều năm kinh nghiệm, thì sau nhiều năm đi làm, có nhiều kinh nghiệm hơn, họ hoàn toàn có thể đem cái đồng vốn đó để đầu tư vào các cái thị trường khác có tính rủi ro cao hơn. Tuy vậy thì mức sinh lời nó sẽ lớn hơn và chúng ta sẽ tự do tài chính rất là sớm hơn, rất là nhiều. Điều này thì chúng tôi hoàn toàn biết, nhưng mà chúng tôi không có nghĩa là đưa ra một cái giải pháp khó và cho rằng là tất cả mọi người, đặc biệt là những người mới ra trường thì có thể làm được ngay, mà chúng tôi hướng tới một cái phương pháp nó phù hợp hơn và nó dễ hơn cho nhiều người. Thì đó mới là cái cách mà chúng ta gọi là cái chia sẻ cộng đồng, tức là cộng đồng
làm sao để cái những vấn đề chúng ta nêu ra thì cộng đồng chung đều có thể làm được, chứ không phải là đem một cái vấn đề của ông chuyên gia Lê Văn Thắng hay là một ông chuyên gia tài chính nào đó có thể đầu tư chứng khoán hưởng được cái mức lợi sinh lời 25% để nói rằng là cái cách này thì mọi người ai cũng có thể làm được. Không phải, không hẳn. Vì cái độ dày về kiến thức cũng như là cái kinh nghiệm và trải nghiệm của mỗi người, ví dụ như đặc biệt như tôi trong lĩnh vực chứng khoán, thì tôi có thể nói cái câu chuyện về cái hiểu biết về thị trường rất là tốt, nhưng mà những người khác là ở lĩnh vực khác, ở một cái ngành nghề khác thì họ không hoàn toàn, gần như là không biết với thị trường như thế nào. Để nói thêm một cái phần cuối về cái lĩnh vực riêng chuyên biệt, đó là lĩnh vực đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán, thì chúng ta mới thấy được rằng là đây là một trong những cái kênh mà tiền để ra tiền rất là kinh khủng, rất là khủng khiếp. Nhưng đây cũng chính là cái kênh mà tiền có thể là mất trắng, cũng khá là khủng khiếp luôn. Thì chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là khi thị trường đi lên thì tiền nhiều, tức là tổng cái giá trị vốn hóa thị trường nó tăng cao như vậy thì ai được, ai mất? Thì thưa với bạn, anh chị em và các bạn, là trong cái xu hướng uptrend dài hạn tính bằng năm, từ 3 tới 5 năm thì thị trường đi lên thì dẫn đến câu chuyện vốn hóa thị trường tăng cao, và gần như tất cả mọi thành phần tham gia đều kiếm được một cái lợi ích chỉ gọi là nhất định trên thị trường, chỉ là khác nhau ở chỗ tỷ lệ, tức là người kiếm được nhiều, kẻ kiếm được ít, còn có những kẻ gọi là ít kiếm được hơn nhưng mà cũng vẫn có một cái mức sinh lợi lợi nhuận nhất định nếu như thị trường gọi là uptrend dài hạn, chỉ trừ một số trường hợp là bị giao dịch thái quá hoặc là quá kém trong cái quá trình giao dịch, luôn luôn bị tâm lý thị trường là mua đỉnh bán đáy thường xuyên, mặc dù xu hướng chính của thị trường vẫn là uptrend. Thì trường hợp này thì nó là khá là ít trong cái xu hướng thị trường chung khi đi lên. Còn khi thị trường đi xuống thì vốn hóa thị trường giảm rất là sâu, thậm chí là mất đi rất là nhiều. Và nó dẫn đến câu chuyện là phần lớn các thành phần tham gia thị trường đều mất tiền. Chỉ còn lại đâu đó từ 5-7%, thậm chí còn thấp hơn con số này là có thể kiếm được tiền. Và những cái giải pháp của những con người đó, những cái chuyên gia đó, những cái người am tường trong lĩnh vực đó không phải là giải pháp chung cho tất cả mọi người. Và đó là sẽ là những cái lập luận mà trong những cái thời điểm thị trường khó mà các cái chuyên gia tài chính cũng như các nhà môi giới luôn đưa ra để lập luận với quý anh chị em và các bạn là tiền không bao giờ ngủ, luôn luôn có thể kiếm được tiền, luôn luôn có thể làm cho tiền đẻ ra nhiều tiền hơn. Nhưng thực tế họ biết và hiểu hơn ai hết là rất khó, và trong số đó chỉ rất ít những người làm được điều đó. Và đó không phải là phương pháp chung cho tất cả mọi người và không phải là lý thuyết để chúng tôi trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn là downtrend hay là khó khăn như thế nào cũng vẫn kiếm được tiền. Chúng tôi không nói điều đó. Bởi vì 100 người mà 3 người làm được không có nghĩa là 97 người còn lại làm được. Và phần lớn là những người làm được là lấy tiền từ những người không làm được mất đi. Nên rõ ràng những người làm được, những người mà có khả năng, có nhiều kinh nghiệm, có nhiều trải nghiệm và cũng như là sự khôn ngoan nhất định trong cái giai đoạn thị trường khó khăn, thì họ hoàn toàn muốn kích động những cái thành phần còn lại tham gia để mất tiền. Chỉ khi các anh chị và các bạn mất tiền thì họ mới có thể có tiền. Tức là tiền ở đây không phải là cái việc đẻ ra chung cho gọi là tốc độ phát triển của thị trường, mà ở đây là tiền của túi người này sẽ bỏ vào túi người khác. Rõ ràng chúng ta sẽ thấy được rằng là những người mất tiền trong giai đoạn downtrend thì sẽ là gọi là nạn nhân của những người mà khôn lanh và có những cái giải pháp đặc biệt, thậm chí họ quá nhiều những kiến thức cũng như là kinh nghiệm trong cái việc trải nghiệm lướt lát trên thị trường, họ sẽ ăn hết cái phần tiền của mình. Và cái con quái vật thị trường chứng khoán đặc biệt nó có một cái đặc điểm rất là quan trọng mà anh chị và em và các bạn phải quan tâm, đó nó là một trong những cái con quái vật có thể lớn lên một cách khủng khiếp trong một cái giai đoạn gọi là uptrend. Nó đem đến vốn hóa thị trường rất là cao, và 70% trong cái số những cái người tham gia thị trường, đặc biệt là các ông chủ doanh nghiệp, thì thực sự họ không có nhu cầu được bán mua nhiều, nhưng rõ ràng tài khoản và giá trị tài sản của họ được dâng lên rất là nhanh, dẫn đến họ tự tin vào cái khả năng cũng như là cái sự giàu sang của mình, và họ tiếp tục đẩy mạnh cái việc chi tiêu, dẫn đến câu chuyện tức là thị trường tăng sẽ tiếp gọi là tiếp sức cho thị trường tăng, tức là cái tích cực của thị trường sẽ tiếp tục tác động lên thị trường làm cho nó tích cực hơn. Quy luật gọi là phản hồi hồi quy của Soros đã từng nói, tức là thị trường đang tăng thì có thể nó sẽ tăng tiếp, tăng nhiều hơn. Lý do là bởi vì người ta giàu hơn nên người ta chi tiêu nhiều hơn, mà người ta sẵn sàng tham gia với những cái cuộc chơi rủi ro, chấp nhận những mà gọi là bỏ qua những lý thuyết kinh tế thông thường để có thể đẩy tiếp thị trường lên cao. Còn ngược lại, khi thị trường đi xuống, cái con quái vật này nó sẽ được coi là khi thị trường đi lên thì nó gọi là chia cái miếng bánh lợi ích cho tất cả mọi người và gần như là chia đều. Còn khi thị trường đi xuống thì nó sẽ đòi lại cái miếng bánh lợi ích trước đây nó đã chia. Tuy vậy nó sẽ
không chắc chắn trong câu chuyện đòi lại đúng cái người mà nó chia, mà nó có thể đòi lại những cái thế hệ sau, những cái gọi là lớp lớp chiến binh trên thị trường chứng khoán đến sau có thể sẽ bị chiết khấu dần đều khi mà con quái vật này đòi lại tiền. Và khi nó đòi lại tiền như vậy thì ngoài những người mà tham gia thường xuyên thị trường mất tiền, thì phần lớn các thành phần từ chiếm từ 60 đến 70% có cổ phiếu và có doanh nghiệp, họ là những ông chủ doanh nghiệp không thể bán doanh nghiệp đi được, họ vẫn có nắm giữ một tỷ lệ cổ phiếu nhất định và họ phải chấp nhận trải qua những cái thăng trầm của nền kinh tế, thì họ cũng sẽ bị mất tiền, tức là giá trị của tài sản của họ sẽ giảm sút một cách gọi là nghiêm trọng. Đôi khi những ông chủ như là ông Mark Zuckerberg gì đấy, tôi không đọc không đúng chính xác tên của ông ấy, tức là cái người chủ của Facebook hoặc là thậm chí là người chủ của Alibaba, chủ của Apple, rồi rất nhiều các doanh nghiệp lớn trên thế giới, họ đều mất tiền, mất rất nhiều tiền, vốn hóa thị trường giảm sút, thì cái giá trị tài sản ròng của họ tính trên giá trị cổ phiếu cũng giảm sút, từ đó thì họ cũng cảm thấy là bất an và đôi khi là sẽ gọi là tiết kiệm chi tiêu hơn và cân nhắc cái rủi ro nhiều hơn, dẫn đến câu chuyện là họ không quá dễ dãi trong các cái thương vụ đầu tư, và từ đó nó dẫn đến cái tình trạng là thị trường bi quan thì còn bi quan hơn nữa, và dẫn đến là giá cổ phiếu đã giảm rồi đôi khi còn giảm sâu hơn nữa. Tôi chưa kể đến một câu chuyện khác, tức là trong cái thị trường tài chính nó có một cái đặc điểm rất quan trọng, ngoài cái việc là chúng ta đầu tư kinh doanh bằng cái vốn tự có, chúng ta còn sử dụng một cái đòn bẩy margin vay của các công ty chứng khoán và các ngân hàng, cũng như vay từ các cái nguồn vay khác trong nền kinh tế xã hội, dẫn đến câu chuyện là cái đòn bẩy margin khi đi lên nó có thể đưa thị trường lên nhiều rất nhiều các đỉnh cao ngoài cái sức tưởng tượng của các chuyên gia tài chính, nhưng khi đi xuống đòn bẩy margin, cái quy trình thu nợ và cái quá trình khôn margin của thị trường có thể đưa thị trường xuống sâu hơn so với những gì mà những cái tưởng tượng của các chuyên gia tài chính trước đó. Qua cái câu chuyện thị trường tài chính, thị trường chứng khoán như vậy, chúng ta sẽ làm rõ hơn được một cái câu chuyện, nó là tiền đẻ ra tiền. Vì vậy thì tiền đẻ ra tiền theo cái cách của chúng ta chọn, thì mỗi người nên chọn một cái cách là tiền đẻ ra tiền phù hợp để có thể kinh doanh, đầu tư, và tham khảo thêm những cái phương pháp có thể là chúng ta có thể ứng dụng để có thể tự do tài chính trước tuổi 42, hoặc là một số cái giải pháp đầu tư chứng khoán ổn định và an toàn bằng những cái video mà chia sẻ của chúng tôi để tại cái phần cái đường link góc phải màn hình của anh chị em và các bạn có hình chấm than. Đó là cái thẻ của những video hay liên quan, những chủ đề liên quan chúng tôi để lại. Nhớ là ủng hộ tự doanh bằng những cái like, chia sẻ video hữu ích và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Anh chị muốn nghe về chủ đề gì, xin vui lòng comment ở phía dưới thì chúng tôi sẽ chia sẻ và trao đổi về chủ đề đấy cho quý anh chị em và các bạn nghe, cho nó đã tai, sướng con mắt. Xin chào anh chị em và các bạn.